Vào giữa tuần này, trận tranh siêu cúp châu Âu 2021 sẽ chính thức diễn ra trên sân Queen's Park tại thành phố Belfast, Bắc Ireland, giữa hai đội bóng đó là Chelsea với tư cách đương kim vô địch Champions League và Villarreal là đội đương kim vô địch Europa League. Nhìn vào thực lực của hai đội, không có gì bất ngờ khi Chelsea đang là cái tên được đánh giá cao hơn ở trận đấu này. Rõ ràng với lực lượng đang có, đại diện nước Anh đang hoàn toàn vượt trội so với tàu ngầm vàng, chưa kể bản thân danh hiệu mà hai đội giành được cũng đã thể hiện sự chênh lệch khi mà Champions League là sân chơi danh giá nhất cấp câu lạc bộ châu Âu, còn Europa League là chỉ là sân chơi hạng 2 với những đội bóng ở trình độ thấp hơn nhiều. Tuy vậy thì cũng khó mà nói trước điều gì khi mà bóng đá luôn tồn tại những bất ngờ. Hơn nữa có một thực tế là dù được đánh giá cao hơn, nhưng Chelsea đang phải chịu không ít những bất lợi. Cụ thể ở đây chính là tình hình về nhân sự, khi mà các trụ cột của họ mới trở lại tập luyện sau một mùa hè bận rộn với các giải đấu quốc tế ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Ảnh hưởng về thể lực đang khiến các cầu thủ này khó có khả năng ra sân ở trận đấu tới. Đấy là chưa đề cập đến vấn đề về phong độ, bởi sau quãng nghỉ việc tìm lại trạng thái thi đấu tốt ngay lập tức là không hề dễ dàng. Trong khi các nhân tố còn lại với trình độ không quá vượt trội sẽ khó mà tạo ra sự áp đảo về mặt chuyên môn so với đối thủ. Về phía đối diện, Villarreal sau mùa giải thành công vừa rồi cũng đã cho thấy những sự thay đổi về mặt lực lượng. Tuy nhiên, bộ khung chính vẫn đang được giữ khá ổn định. Hơn nữa, việc có ít các cầu thủ phải làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia cũng giúp đội bóng này thuận lợi hơn trong việc hội quân và rèn luyện chiến thuật trước mùa giải mới. Bên cạnh đó, thầy trò huấn viên Unai Emery cũng rất tích cực trong việc thi đấu giao hữu cọ sát. Cụ thể, trong vòng chưa đầy một tháng qua, họ đã chơi tới 7 trận. Đáng lưu ý khi đó đều là những đối thủ chất lượng nên chính là cơ hội tốt để đánh giá tình hình trước giải. Bất kể kết quả là không thật tốt khi đã để thua tới 3 và chỉ có 4 kết quả hòa. Với những đặc điểm như vậy, rõ ràng là niềm tin cho Villarreal đang tạo ra ở hiện tại là không hề nhỏ. Tuy nhiên, vẫn cần lưu ý rằng Chelsea dưới thời huấn viên Thomas Tuchel đã duy trì được sự ổn định cao trong lối chơi của mình. Kể cả khi lực lượng không đạt điều kiện tốt nhất thì sự vận dụng các cầu thủ trẻ của đội bóng này vẫn được đánh giá cao, bằng chứng là 2 chiến thắng và 1 kết quả hòa ở 3 trận giao hữu vừa rồi. Chính vì vậy, sự ưu tiên vẫn hướng nhiều hơn cho mã đầu tư này. Trên sàn giao dịch châu Á, nhà cái cũng thể hiện điều đó khi xếp The Blues ở kèo chấp 1/2 cùng điểm ăn thấp. Mặc dù mức chấp là không quá nổi bật, thế nhưng nếu xét trong những khó khăn mà họ phải nhận thì cũng không đến nỗi nào. Chính vì vậy, hoàn toàn có thể đặt niềm tin cho đại diện nước Anh ở trận đấu tới. Ở phương diện tổng bàn thắng, mặc dù đã thể hiện được sự cởi mở ở những trận vừa rồi, thế nhưng cần lưu ý rằng đó chỉ là những trận giao hữu, còn trận đấu tới đây mang ý nghĩa lớn hơn nhiều nên sự thận trọng cũng sẽ lớn hơn. Trên thị trường, mức kèo 2/4 cũng cho thấy điều đó, vì vậy mốc dưới được xem là lựa chọn đáng tin hơn trong hoàn cảnh này.